Đâu? Thầy Bất Thành gọi là ở đâu? Ẩm gì? Vừa ẩm nhỏ. Bữa nào ông mua hai ẩm nộm 10 lít, 8 lít, 7 lít. Đừng nghe bác. Lần này bố đi. Thôi kể anh thím, nói như thím nói, việc này cái từ tùy cái tâm mà nhắn kể. Đấy, chào trường hò cái coi mà, quay đây. Quay trường hò cái coi mà, chào trường hò cái coi mà, yes sir. Yes sir, đấy. Chạm thật đấy.
chỉnh trang phương này. Phương Minh, ông Thầm không về, tổng cường, đời thứ 11, đồng phục trên trường, xã tăng, mời ông cùng về với thiên tổ, ngộ đầu tiên. Con ở quê nhà mọi việc an tình bình thường, làm sao được vậy mắng cũng buồn quái chán nhìn kiêng bộ đồ tì nhìn người ở bên cần còn lại làm nhiệm vụ của anh. Thank you.
chưa? Bây giờ tôi đi thôi.